con đò đi lên thanh niên chờ ngày gần chi đi lên thanh niên làm theo lời Bác không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết chí cùng làm nên. Với chủ đề xây dựng đoàn vững mạnh, giáo dục tuổi trẻ sống có lý tưởng, văn hóa, đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, góp phần xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Lai Châu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2017-2022, diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 9 năm 2017. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ các dân tộc Lai Châu nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ 12,
đồng thời xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2017-2022. Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2017-2022.